Chào. Ngày hôm nay cuối tuần thì bên nhà bảo á vừa mới ôm được một lô máy mài rất linh anh chị nhá. Mẫu này á thì nhà bảo chỉ có lấy được có 27 cây thôi à. Nên là anh chị nào á mà có nhu cầu mua một cây máy mài này rất linh nha, có chỉnh tốc 6 số cho mình. Mức giá ngày hôm nay á là rẻ vô cùng luôn. Mà chưa hết, tổng quà tặng á mà anh chị mua cây máy Redlin chỉnh tốc 6 số này á là vô cùng lớn nha. Đầu tiên á là một lưỡi cắt đa năng Senka nhá. Rồi lưỡi này á là có thoát khí cho mình này, thoát nhiệt cho mình nha. Để mình xài, mình cắt được đá xanh này, bê tông này, gạch men, tường gạch luôn anh chị ơi. Lưỡi này á thì nhà bảo đang bán là 80.000 một lưỡi nha. Kèm thêm cho mình á, anh chị mình thấy này, 7 món quà mà 3 miếng dán lông cừu anh chị nha. Miếng dán lông cừu này á thì mình dán vào ở tấm đá này này, mình xài nha. Miếng này á thì nhà bảo cũng bán khá là nhiều. Anh chị nào mua là kèm 3 miếng đánh bóng lông cừu, kèm thêm cho mình tiếp tục là một miếng nè. Đó, đánh bóng ở góc này kia nha, là mình xài cái này. Đánh bóng băng á là mình xài cái này giúp bảo. Và một miếng, cái này á là một miếng nhựa chụp á, để mình vặn vào đây anh chị ơi. Đây, mình vặn vào đây nè, để mình dán những thứ này đi á, là mình dùng á để đánh bóng này. Đánh bóng gì cũng được anh chị nha, cầu thang này, gạch men gì cũng được để mình xài. Mua một cây máy Redlin như này mà mua máy á, là tặng 7 món quà luôn, quá là sướng luôn. Đây, bảo đi vào chi tiết máy Redlin này anh chị nha. Đầu tiên này, một cái thùng á, rất là dài luôn để đựng quà kèm theo anh chị nha. Anh chị mình cũng thấy này. Rồi, mẫu máy Redlin này á thì mình á mua sẽ được công ty bảo hành cho mình á 6 tháng đầu. Nếu mà cháy rô ruột đổi mới ngay lập tức luôn, quá đà nha. Vào công suất của máy anh chị ơi, xài điện 220 này, 50 cho đến 60 HZ anh chị cô chú à. Công suất lớn quá, lên đến là 950W cho mình luôn. Có mã vạch này, hàng chính hãng của công ty nha anh chị nha. Khui thử bên trong ra xem, quà một đống luôn. Đây, quà đi kèm nha, một đống quà như này. Rồi lấy ra cũng có đầy đủ cho mình á, gắt tê khóa mở tay cầm. Đây, một cây máy này Redlin anh chị nha. Cây máy này ngày hôm nay cuối tuần á thì anh chị mình mua 450.000 tặng kèm 7 món quà này. Bên nhà bảo bao ship thẳng về nhà cho mình luôn đi. Cuối tuần mà, vì máy này á có 27 cây thôi, không có nhiều anh chị nha. 6 tháng đầu á, lỗi cháy là đổi mới ngay lập tức cho mình luôn. Máy thì dây đồng 100% nha. Test thử cây máy này cho anh chị cô chú mình xem nha. Đây, công tắc là có từ số 0 nè. Rồi anh chị lưu ý là số 0 á thì máy sẽ không chạy được đâu nha, mình phải tăng lên một xíu nha. Rồi sau đấy mình sẽ giảm tốc lui nhẹ nhàng là từ từ nha. Đếm từng vòng một luôn anh chị ơi. Nhiều anh chị cô chú mình mua những thương hiệu khác á, có lúc là số 1 hoặc là số 0 nó đã mạnh rồi. Còn cây này á là số 0 á, là đề 3 không được này. Đấy, anh chị phải tăng lên một xíu. Xong đấy là mình giảm lui này, là máy chạy cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Để đánh bóng mới ngon được anh chị nha. Tăng lên. Đây, máy dây đồng 100% nè, có bọc bạc đạn hết anh chị nha. Đầu á là kim loại sơn tĩnh điện cho mình. Máy tay dài có khóa công tắc luôn cho mình nè. Máy một tắc ngày hôm nay á chỉ có là 27 cây thôi anh chị nha, không có nhiều. Thì quý anh chị nào á mà mua máy, mua một máy tặng 7 món quà, quà toàn là hàng tốt, hàng chất lượng để anh chị mình xài nha. Rồi, bao ship thẳng về nhà mình, mức giá chỉ có là 450.000. Anh chị nào á mua về cắt xài công trình gia đình này đều ok nha. Máy mài một tấc mình có thể cắt
sắt này, gỗ này cũng được, bê tông này, hoặc là mua thêm làm xích gắn vào xài. Rồi 27 cây được bao ship tặng quà 7 món. Ngày hôm nay quý anh chị nào á mà có nhu cầu mua về xài công trình hay là gia đình, liên hệ cho Bảo ngay qua ba số hotline nha, để mấy bạn tư vấn cho. Bây giờ Bảo xin kết thúc video ngày hôm nay về lô máy mài Redlin tại đây.